với tuổi trẻ, cuộc sống dường như chỉ toàn màu hồng và tình yêu luôn là mật ngọt. Từ sự giao tiếp trên mạng dẫn đến các buổi hẹn hò ngoài đời, rồi phong trào sống thử trước hôn nhân, khiến cho biết bao nhiêu thiếu nữ, ngay cả những em đang sống trong lứa tuổi học sinh, đã khôn 3 năm dạy 1 giờ. Sự lầm lỡ này khiến các em và gia đình nhiều khi phải trả giá rất đắt. Một số vì thể diện gia đình, vì việc học hành gian dở, hay vì quá nhiều lý do bất tiện khác, đã không đủ can đảm để giữ lại kết quả tình yêu trong lòng mình. Đây cũng là một vấn nạn lớn của xã hội. May mắn hơn nếu các em tìm đến bệnh viện để giải quyết vấn đề. Nhưng cũng có nhiều người đã dùng những cách khác cho kín đáo, mặc dù biết rằng có thể nguy hiểm hơn. Rồi những bào thai nhỏ xinh có khi được gói lại để ven đường, dưới gốc cây, hay đặt trước cửa nhà thờ, nơi cổng chùa. Các nghĩa trang thai nhi cũng đã hình thành trong bối cảnh này, nhờ vào tấm lòng nhân ái của những con người luôn âm thầm lặng lẽ, hy sinh rất nhiều thời gian, công sức và sẵn sàng chấp nhận những lời lẽ chống đối của xã hội. Cách đây 9 năm, một sự tình cờ, chúng tôi được một số các bác sĩ công giáo cho rằng là hiện nay có một số các bạn trẻ phá thai. Vì thế nếu được thì xin cha có thể lấy về để chôn cất như là một sự tôn trọng sự sống. Và từ một cái sự nảy sinh tình cờ như thế, bắt đầu chúng tôi hội tụ lại một số anh chị em xúc tiến cái việc là gom một số các thai nhi trong tuần, trong tháng mà các bạn trẻ vì yếu đuối, lầm lỡ đã loại bỏ ra khỏi cuộc sống và chúng tôi mang về chôn cất tại nghĩa trang thai nhi này. Hiện nay con số trong 9 năm qua thì gần 2.000 em bé đã được chôn cất tại đây. Thì qua hình ảnh thì quý vị cũng đã thấy rõ. Và hàng năm vào tháng 11 chúng tôi có nghi thức thắp nến, có thánh lễ để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đặc biệt đó là các em bé đã được chôn cất ở mảnh đất này. Mẹ ơi xin đừng bỏ con, vì con vốn là kết tinh mối tình mẹ cha. Dù con chưa từng nói năng, nhưng con mang hình dáng mẹ, là một con người có quyền được yêu và quyền được sống và quyền được khóc một tiếng khóc chào. Với cách làm như thế là để gây ý thức cho các bạn trẻ tôn trọng sự sống, và đặc biệt đó là chúng tôi muốn các bạn trẻ tìm đến chúng tôi khi gặp sự cố ở trong cuộc sống để được nâng đỡ, nhưng chúng tôi không có cổ động hay là cổ suý cho cái việc phá thai. Còn rất nhiều các nghĩa trang thai nhi khác trên dải đất này. Riêng nghĩa trang thai nhi tại Kon Tum hiện đã có trên 9.000 tiểu mộ. Và biết bao hình hài bé thơ sẽ tiếp tục bị chôn vùi. Ngoài các nghĩa trang thai nhi, nhóm bảo vệ sự sống cùng các nữ tu và những người thiện nguyện còn xây dựng các mái ấm
để có thể kịp thời giúp đỡ các bà mẹ bất đắc dĩ. Nhưng đây cũng chỉ là một giải pháp tình thế. Điều cần thiết hơn là phải có sự quan tâm của gia đình và xã hội. À, bên cạnh cái nghĩa trang này thì chúng tôi cũng có một cái mái ấm, gọi là mái ấm Linh Ân, do các sơ tận hiến đang trực tiếp chăm sóc. Hiện tại mái ấm của chúng tôi thì nó có hơn 100 em, nhưng mà các bạn trẻ đã dần dần đón về với gia đình của mình. Vì thế hiện tại giờ còn được 34 em. Và điều chúng tôi mong muốn là khi chúng tôi nuôi giúp thì nếu các bạn trẻ đó đón con về lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng để gửi lại các con. Chúng tôi sẽ giúp cho các bạn trẻ vượt cạn lên trong những lúc khó khăn nhất. Xin thắp lên một ngọn nến nhỏ cho các em, một lời nguyện cầu không chỉ cho các sinh linh vô tội, nhưng cho cả những người cha, người mẹ vì yếu lòng hay vì hoàn cảnh đặc biệt đã lỡ chối bỏ chính con mình. Một lần ghé viếng nghĩa trang của các tiểu mộ vô danh, những hình hài bé nhỏ bị loại bỏ quá dễ dàng, để chiêm nghiệm tạo hóa đã ban cho chúng ta sự sống thật quý giá biết bao.